Bài con ở đâu đấy? Xin chào con ở Vũng Tàu. Con chia sẻ cho mọi người coi con đã được Chúa soi đường như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Xin chào con, con đã kể cho cuộc đời của con được ơn Chúa như thế nào, quay trở về như thế nào. Cách đây 4 năm con có đi nhận lời Chính Hoàng, con có nghe cha giảng xong rồi con về. Có một con cháu nó bị rất là nặng, đi nhờ hương, người ta nói là con bị cái ngày đó mà con thấy nó mệt quá mà con nói là thôi mai con đi Chính Hòa, mai vợ đi Chính Hòa mở cho con đi, nếu mà con đi thì mở cho đi. Và vậy con đi nhà thương chữa một ngày con vào Chính Hòa được, mà không phải được. Vậy là nó đi vào bệnh viện tim, nó khám là bác sĩ nói là con xin nói là bị hở hai van tim và bị thấu van tim đó. Nó bảo thôi con đi vào Chính Hòa mở đó, con là thế nào vào Chính Hòa. Ngày sau về là con thấy người nó tỉnh táo khỏe mạnh. Bác sĩ trước cái bác sĩ nói là từ nay về sau là không được sanh đẻ nữa, nếu mà sanh đẻ là sẽ mạng cô không còn sống đâu, mà phải lo tiền đi mà chuẩn bị mổ tim. Thì thấy được đó về là một năm sau là cô là cháu còn có thai nè, có thai mà đúng là bắt đầu đi đẻ là tới chậm xé. Chồng của cháu là đưa cái bệnh án ra cho bác sĩ xem thì mới nhìn thấy đó, bác sĩ nói là phải chuyển ngay ra huyện. Để đưa ra huyện, huyện lại chuyển ra tỉnh. Thì con sợ quá bảo quên đi từ Hiếu, gọi là chuyển đi từ Hiếu, từ Hiếu chuyển qua bên chợ đấy chuyển qua tim mạch. Xong rồi thì bà sĩ bảo thôi tim mạch xong khám, nó bảo cô đâu có bệnh gì đâu mà lại qua tim mạch vậy. Vậy là khám xong rồi đưa về từ cha một tuần sau cháu có sanh ở chợ xá và từ mình ra. Đây là chuyện là của những tân phúc và chú bà. Tôi thấy là cơ sở của Chúa ở khắp mọi nơi. Khi mình có lòng tin thì ở đâu Chúa cũng bạn ơn. Khi mình có lòng tin mà đến thực sự với Chúa thì ở đâu Chúa cũng bạn ơn của chúng ta. Này còn đến đây, còn nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa đã nói trên cháu của con trong thời gian vừa qua. Ta quên tội lỗi nhưng đừng bao giờ quên ân huệ của Chúa bạn cho mình. Vì lời tạ ơn đẹp lòng thứ nhất là lời làm chứng. Để qua lời làm chứng ấy, người ta dù tội lỗi, dù yếu đuối, dù bất hèn, dù thế nào đi nữa, người ta còn có cái phao để người ta bám, còn có một tiềm tư để người ta tư vào đó. Thay vì rơi xuống tận hối thẳng, tiềm tư ấy, cái phao ấy là lòng thương xót của Chúa. Còn một phút trở lại vào đó, con chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con mong muốn là mọi người ai cũng được tìm ra tập Chúa và luôn luôn đến với lòng thương xót của Chúa. Con thấy nghe ông trong bài giảng lòng thương xót Chúa nha, đưa về Vũng Tàu và chia sẻ cho mọi người đoạn đó cho mọi người để phúc cho bạn cho con mọi người nha. Chúng ta coi còn những người nào mà được ơn của Chúa mà muốn đến đây để chia sẻ lòng chứng cho Chúa, mời xem bài giảng đi lên để qua. Còn chúng ta cho mọi người bắt tay lên xem.